Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Lũ lụt kéo sập nhà, cuốn trôi xe cứu hỏa, Trung Quốc lập tức phát báo động đỏ số 1. Trung Quốc lại chứng kiến những trận lũ nghiêm trọng trong năm 2022. Mưa lũ làm sập nhà ở Trung Quốc. Vào sáng sớm ngày hôm qua, một đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe cứu hỏa vùng vẫy giữa làn nước lũ được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Địa điểm xảy ra vụ việc là quận Khúc Giang, thành phố Thiểu Quang, tỉnh Quảng Đông. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo thông báo của Sở Cứu hỏa Thiểu Quang, sau khi đã chuyển những người dân bị lũ bao vây đến nơi an toàn, xe cứu hỏa của trạm bất ngờ gặp dòng lũ dữ, mực nước không ngừng dâng cao bủa vây chiếc xe. May mắn tài xế đã nỗ lực lái xe thoát khỏi dòng nước lũ, không có ai bị thương. Tình hình mưa lũ nghiêm trọng cũng được ghi nhận tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến người dân không kịp xoay sở. Theo Nanggu Jinbao, một ngôi làng ở huyện Thương Ngô đã hứng chịu trận lũ quét do lượng mưa lớn gây ra. Trận lũ đã xóa sổ ít nhất một ngôi nhà trong lát, đồng thời cuốn theo nhiều vật dụng cũng như những thanh gỗ lớn. Báo động đỏ số 1. Theo thông báo của Văn phòng Thông tin Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ngày hôm qua, từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay, khả năng cao xảy ra thảm họa lũ quét, cảnh báo màu da cam ở các khu vực phía Tây Chiết Giang và Đông Bắc Giang Tây. Các khu vực khác cũng có thể xảy ra lũ lụt do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Tờ China News của Trung Quốc cho biết, kể từ tháng 6 năm nay, khu vực miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn, mực nước sông ở nhiều tỉnh tăng vọt và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử, khi khu vực đô thị bị nhấn chìm và một tòa nhà bằng gỗ ở một ngôi làng ở Dung Thủy, Quảng Tây bị sập, khiến 5 người gặp nạn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cảnh báo một trận lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang. Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến vào ngày 19 tháng 6 cho biết, từ 8 giờ ngày hôm kia đến 6 giờ ngày hôm qua, lượng nước mưa đo được ở 987 thị xã, thị trấn ở 82 quận, huyện trong tỉnh vượt quá 250mm, trong đó 409 thị xã, thị trấn ở 61 quận, huyện vượt quá 400mm và 30 thị xã, thị trấn ở 9 quận, huyện vượt quá 600mm. Từ 6 giờ ngày hôm kia đến 6 giờ ngày hôm qua, lượng mưa ở 116 thị xã, thị trấn của 18 quận, huyện trong tỉnh vượt 50mm, trong đó 53 thị xã, thị trấn của 6 quận, huyện vượt 100mm. Theo mạng dự báo thời tiết Trung Quốc, vào ngày hôm kia, lượng mưa hàng ngày ở huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến vượt qua 225,6mm, lập kỷ lục mới về lượng mưa hàng ngày đo được ở địa phương này. Theo báo cáo mới nhất từ CCTV, vào sáng qua, mực nước ở lưu vực sông Tùng Khê đã giảm xuống dưới mực nước đảm bảo. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, nước lũ tại hiện trường cơ bản đã rút, công tác sơ tán và nạo vét đang được tiến hành tại Quảng Tây. Theo báo cáo của cơ quan quản lý khẩn cấp ngày hôm kia, trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 2,349 triệu người tại 110 quận, huyện của 14 thành phố trong toàn khu vực. 145.000 người được đưa tới nơi an toàn khẩn cấp và 307.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp, 10.600 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, nắng nóng bất thường và lốc xoáy. Trung Quốc đang đối mặt với 3 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại các khu vực trên khắp đất nước, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Reuters đưa tin, Trung Quốc hiện đang đối mặt với một sự kết hợp được xem là bất thường của các hiện tượng mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy tại các khu vực trên cả nước. Hàng triệu người đã phải di tản, các công trình bị thiệt hại và đất canh tác nông nghiệp bị ngập trong nước. Phía Nam Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mưa lớn cho đến cuối tuần. Trong tuần qua, mưa như chút nước đã gây ra thiệt hại đáng kể với một số khu vực rộng lớn và nông dân. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ tháng 4, trước mùa mưa, báo hiệu sự chuyển giao từ mùa xuân sang hè vào tháng 6.
Trung Quốc có lịch sử lâu đời đối mặt với lũ lụt. Trong những năm qua, quốc gia tỷ dân đã trở nên dễ tổn thương hơn với hiện tượng thiên tai này do nạn phá rừng khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát hiện và tưới tiêu. Trung Quốc cũng cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất của các sự kiện thời tiết cực đoan. Trong bối cảnh lượng mưa và nhiệt độ ở một số địa phương nhiều lần tăng lên mức kỷ lục trong những năm qua. Hôm qua, một trận lốc xoáy đã càn quét qua tỉnh Quảng Châu trong một cơn bão lớn. Khoảng 5.400 khách hàng đã bị mất điện ở thành phố miền Nam. Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm với sóng cao ở khu vực sông Châu Giang rộng lớn, khiến chính quyền trung ương đã phải điều nhân viên phòng chống lũ lụt chuẩn bị ứng phó với nguy cơ. Một trạm theo dõi đã ghi nhận một con sóng cao 2,45m vào ngày hôm kia, cao nhất trong vòng 20 năm qua. Trong khi đó, cơ quan thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến cảnh báo rằng lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, gây ra nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Trong lúc miền Nam Trung Quốc đối phó với nguy cơ lũ lụt diện rộng, thì tại miền Trung và Bắc của Trung Quốc dự kiến sẽ đối mặt với nhiệt độ cao bất thường trong tuần tới, vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết nắng nóng bất thường đã diễn ra ở thủ phủ Trịnh Châu của Hà Nam, nơi hứng chịu mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái. Hiện tượng nắng nóng dự kiến sẽ lan rộng trong vài ngày tới. Thưa quý vị, sau nhiều ngày phải hứng chịu các loại thiên tai nắng nóng và mưa kỷ lục, mới đây lũ trên 75 con sông Trung Quốc vượt mức báo động đỏ, khiến cho chính phủ nước này phải phát ra đợt cảnh báo cao nhất. Một đợt mưa lớn đang trút xuống nhiều địa phương ở Trung Quốc khiến hàng loạt tỉnh thành phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất ở nước này. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng cao cảnh báo lũ quét lên mức cao nhất lần đầu tiên trong năm. Vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, theo giờ địa phương, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức thứ 2 trong 4 cấp cảnh báo theo màu gồm đỏ, cam, vàng và xanh ở nước này. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, từ 14 giờ ngày hôm nay đến 14 giờ ngày mai, một đợt mưa lớn sẽ tấn công hàng loạt các tỉnh thành nước này từ Bắc tới Nam. Trong đó, riêng các tỉnh phía Nam như Giang Tây, Quảng Tây và Quảng Đông có nơi mưa rất to với lượng mưa lên tới 100mm đến 180mm. Chỉ trong sáng qua, các tỉnh như Chiết Giang, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Bắc đã phải liên tục phát đi 14 cảnh báo màu đỏ với mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng cao mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát đi trong năm nay ở Trung Quốc. Trong khi đó, số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi nước này cho thấy, chỉ trong vòng 24 giờ, từ 12 giờ ngày hôm kia đến 12 giờ ngày hôm qua, 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía Nam nước này đã có mực nước lũ vượt mức báo động, với mức cao nhất lên tới 5,19m. Lưu vực sông Châu Giang tiếp tục có lũ lớn cục bộ. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh hiện đang phải có mặt ở Quảng Tây để thị sát và chỉ đạo tình hình phòng chống lũ. Tại đây, 5 người dân đã được báo cáo là thiệt mạng ở Liễu Châu, Quảng Tây khi một căn nhà bằng gỗ bị phá hủy do lũ quét vì mưa lớn trước đó. Sáng qua, Liễu Châu vẫn giữ mức cảnh báo mưa lớn màu cam. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã phải cử các nhóm công tác và chuyên gia đến Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ và chỉ đạo phòng chống lũ lụt. Gần 250.000 người đã phải di rời vì mưa lũ. Tính đến ngày hôm kia ở Phúc Kiến, trái ngược với miền Nam, miền Bắc Trung Quốc đang phải gánh chịu một đợt nắng nóng trên diện rộng. Cũng trong ngày hôm qua, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ màu cam khi nền nhiệt độ phổ biến ở nhiều nơi đều trên mức 35 độ C. Trong đó có một số khu vực ở tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam, nhiệt độ đã vượt 40 độ C. Dù đã đưa ra các cảnh báo, nhưng diễn biến của thời tiết là điều khó kiểm soát. Một khi mưa tiếp tục trút xuống 75 con sông tại Trung Quốc, thì những thiệt hại mà đất nước này phải gánh chịu là vô cùng khủng khiếp, khó có thể dự báo trước. Thưa quý vị, tình hình thiên tai ngay từ đầu mùa hè năm nay đã có nhiều diễn biến phức tạp. Khi mưa lớn diễn ra thường xuyên một cách bất thường với sự duy trì của trạng thái khí hậu La Nina, thì mưa bão sẽ tập trung dồn dập vào cuối năm tại các tỉnh miền Trung. Đây là nội dung chính được đưa ra tại hội thảo cập nhật nhận định diễn biến thiên tai năm 2022 do Cục Khí tượng Thủy văn tổ chức vào ngày hôm nay. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là năm thứ 3 liên tiếp thời tiết duy trì trạng thái La Nina.
Đây là điều hiếm gặp và cảnh báo khả năng thiên tai vào cuối năm dồn dập khi mưa nhiều. Bão kết hợp với không khí lạnh tràn về sớm có khả năng gây mưa to đến rất to cho khu vực Trung Bộ. Liên quan đến dự báo ngập và dự báo mưa, mô hình quan trắc và cảnh báo mưa dông, lốc tự động bằng trí tuệ nhân tạo AI đang được Tổng cục Khí tượng Thủy văn mở rộng ra quy mô cả nước dựa trên hệ thống cơ sở 10 radar hiện đại do chính phủ Nhật Bản và Phần Lan hỗ trợ cùng hệ thống radar cũ được nâng cấp. Công tác dự báo cảnh báo sớm thiên tai cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Song trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay thì vẫn cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại và cần có sự phối hợp tốt giữa các bộ ngành địa phương và toàn xã hội để góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Những tin tức mới nhất về tình hình mưa lũ ở Trung Quốc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.